Ông X tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương. Thi thể con gái và cháu ngoại của ông cũng được phát hiện sau đó ở dưới mương nước. Trả lời phóng viên Vietnamnet chiều nay ngày 4 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xác nhận cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người trong cùng một gia đình tử vong. 3 nạn nhân gồm ông bố và con gái, cháu ngoại. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người nhà phát hiện ông N. E. X. sinh năm 1938, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An tử vong trong phòng ngủ. Trên người ông X có nhiều vết thương hở tại vùng cổ, ngực, hông và tay trái. Nghi ngờ có thể ông X bị sát hại, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng triển khai bảo vệ hiện trường và nhanh chóng báo lên công an huyện. Cùng ngày, cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Bình đã xuống địa bàn để điều tra. Kiểm tra xung quanh khu vực xảy ra sự việc, cơ quan công an phát hiện chị N. E. H. sinh năm 1985, con gái ông X tử vong ở mương thủy lợi gần nhà. Gần nơi phát hiện thi thể chị H, công an tiếp tục tìm thấy thi thể cháu H. M. H. sinh năm 2019, con chị H cũng là cháu ngoại ông X. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, tối hôm qua, ông X ở nhà cùng con gái và cháu ngoại. Họ nghe tiếng cãi vã rất to, đến sáng nay thì bàng hoàng trước tin cả ba đã tử vong. Theo Vietnamnet,